Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này chứ? Nó có tên gọi là cúp vinh quang. Còn nếu như bạn nào chơi Liên Quân mà vẫn chưa biết đây là cái gì thì hãy nhìn vào cái bức ảnh này. Trong ảnh, các bạn có thể thấy ngay được cái thằng quê nhất của hôm nay, chính là tôi, thằng không có hình cúp. Nói ngắn gọn thì chỉ cần bạn có cúp vinh quang thì nó sẽ giúp bạn nâng cao sĩ diện, tự tin chiến thắng, không sợ đối thủ mạnh. Bố mày cân tắc. Chỉ sợ thằng Azum nó xích. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Thời gian diễn ra cúp vinh quang là vào chủ nhật từ khoảng 20 giờ đến 22 giờ 30 phút. Còn lúc nào mở tôi không biết. Nhưng mỗi khi mổ cúp về thì thằng nào cũng leo như một thằng nghiện cả. Và sau khi đánh cúp vinh quang xong thì xã hội sẽ chia thành hai giai cấp: có cúp và gãy cúp. Tôi thì ở bên gãy cúp. Trải dài 3 tuần leo cúp vinh quang, tuần 1 tôi gãy cúp, tuần 2 tôi gãy cúp, tuần 3 thật may mắn là tôi đã thắng 2 trận nhưng thua ở trận thứ 3. Đồ ăn hại. Xong tôi liền nghĩ rằng tuần 1 thua trận 1, tuần 2 thua trận 2, tuần 3 thua trận 3, mà cúp thì chỉ có 3 trận thôi, thế là kiểu gì tuần 4 cũng có cúp rồi. Và vào hôm chủ nhật của tuần thứ 4 đó, tôi đã không gãy cúp. Ôi, học mệt quá. Mà xem mấy giờ rồi? Giờ mới 7:34 à? Đến cúp vinh quang này là 8 giờ đúng không? Máy hết pin này chắc là... Đặt báo thức coi. Bây giờ 50. Bật nó lên. Sợ tắt quá. Tắm sạc rồi. Hi hi. Đi em ơi, không thì không ai cứu được em đâu. Thằng nào thích đặt cái báo thức để tí nữa dậy ấy, nhét cái báo thức vào mồm thằng ấy cho nó nhanh. Thầy là người viết sách về cái báo thức. Các em bật báo thức để tí dậy, nhưng nó chỉ giúp các em phê buồn ngủ thôi. Chứ thực ra là các em đã bật báo thức đâu. Yêu với bố mày.